Đây là hình ảnh mà camera hành trình của một khán giả ghi nhận được gửi về cho chương trình. Vụ việc vừa xảy ra tại xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm mạnh xảy ra giữa hai phương tiện, người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh tại chỗ. Nếu tài xế xe ô tô chủ động giảm tốc độ khi qua ngã ba, ngã tư thì có thể đã may mắn hơn. Hiểm họa từ việc cố tình vượt đèn đỏ thì đã quá rõ, không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân mà còn với chính những người tham gia giao thông.